Xin chào tất cả các anh chị. Thông điệp mẹ làm gì để bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh? Hệ tiêu hóa chính là khởi nguồn cho một cơ thể phát triển tốt. Khi hệ tiêu hóa không khỏe, bé sẽ kém ăn, kém hấp thu và không đào thải được hết những cái chất cặn bã ở trong cơ thể. Và nhất là giai đoạn vàng này thì hệ tiêu hóa có khỏe thì con bạn mới khỏe mạnh và có một cái tương lai tốt. Còn nếu ngược lại thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của con, của các anh chị. Và hôm nay tôi làm video này để dành cho các anh chị, mong muốn các anh chị có những cái cách nhìn thật là thông thái về sản phẩm Men Vi Sinh. Men Vi Sinh Probiotic được chứa các vi khuẩn có ích, được bổ sung để cân bằng hệ đường ruột, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cơ thể khỏi sự xâm phạm của các vi khuẩn có hại qua cái cạnh tranh về môi trường và chất dinh dưỡng. Chính vì hệ tiêu hóa được coi là bộ não thứ hai trên cơ thể chúng ta, nên chúng ta luôn luôn phải giữ gìn cái hệ tiêu hóa cho tốt, khỏe mạnh để hấp thu được những chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Hiện nay bố mẹ rất là bận rộn, khi con ốm đau thì thường hay sử dụng đến kháng sinh. Chính vì vậy con của chúng ta dùng kháng sinh dài ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hệ tiêu hóa, làm rối loạn hệ tiêu hóa. Và làm bố làm mẹ thì rất đau đầu khi con bị ốm đau, nhưng nếu các bạn là những người bố người mẹ thông thái thì hãy nên bổ sung cho con men vi khuẩn để giúp cân bằng hệ đường ruột. Để có một hệ đường ruột khỏe khoắn thì con chúng ta sẽ có một cái sức đề kháng tốt và chắc chắn là sẽ nhanh hết bệnh tật. Và men vi khuẩn được cho là cách cải thiện hệ tiêu hóa lành tính nhất hiện nay. Theo hướng dẫn của các bác sĩ thì men vi khuẩn chúng ta có thể dùng cho con mình theo một liệu trình 1 tháng với bệnh tiêu chảy, còn với những bệnh khác thì có thể chúng ta điều trị lâu hơn như bệnh táo bón. Chính vì thế tôi cũng muốn giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là men vi khuẩn Việt Nhật. Sản phẩm này thì có thương hiệu và nơi sản xuất thì uy tín, tem mác đầy đủ, giá cả thì rất là quốc dân. Và men vi khuẩn Việt Nhật thì có một cái đặc điểm là không có tác dụng phụ. Khi chúng ta đưa đồ uống vào cơ thể thì chúng ta nên lưu ý những cái sản phẩm không có tác dụng phụ là tốt nhất. Và trên đây là bài chia sẻ của tôi. Nếu các anh chị thấy hay và hữu ích thì hãy đăng ký kênh của tôi bằng quả chuông bên dưới. Anh chị sẽ nhận được rất nhiều giá trị bổ ích hơn nữa. Và tôi rất cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Xin chào và gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.